Xin chào, đây là The Backroom Việt Nam. Hôm nay, chúng ta sẽ đến với phần 2 của thực thể số 140, Blanche, hay thực thể huyền bí, Azelkira. Nếu ai chưa xem phần 1, thì mình có để link ở bên dưới phần mô tả rồi nhé. Nhưng trước khi vào phần chính của video, chúng ta sẽ giới thiệu lại về thực thể này nhé. Thực thể số 140, hay Blanche, là một thực thể trú ngụ tại level 906, mang hình dáng của một người phụ nữ với làn da màu trắng, đôi mắt xanh và mái tóc vàng. Cô là một thực thể rất thân thiện, nhưng cũng rất bí ẩn. Cô có thể điều khiển mọi thứ trong level 906, cùng với những khả năng dị thường như thay đổi ngoại hình, dịch chuyển tức thời, thần giao cách cảm, thay đổi dòng thời gian trong level 906, v.v. Blanche cũng là một thực thể rất thông thái, và level 906 của cô được coi là một kho tàng tri thức. Nhờ vậy mà cô trở thành một đối tác quan trọng của tổ chức MEG, và thực thể này đã được quyền truy cập hạn chế vào mạng nội bộ của tổ chức. Hiện tại thì thân thế của Blanche vẫn còn là một ẩn số, nhưng video ngày hôm nay sẽ vén bức màn đầy tối tăm đó. Nào, chúng ta cùng đến với. Vào ngày 6 tháng 2 năm 2021, phỏng vấn viên John Marchesa sẽ phỏng vấn thực thể số 140, Blanche, ở level 906, hay với một cái tên đầy đủ là Blanche Von Heiderach. John sẽ phỏng vấn thực thể này nhằm thu lại một số thông tin và muốn biết nhiều hơn về Blanche. Và từ đây, cuộc trò chuyện diễn ra. Don muốn biết về câu chuyện của Blanche, và quả nhiên, Blanche đã đồng ý kể cho Don nghe về quá khứ của cô. Blanche nói rằng cô đã được sinh ra tại một nơi không quá khác biệt với The Backroom. Cô là một đứa con trong một gia đình giàu có, và khi lớn lên, cô đã dựng một thư viện nho nhỏ trong một con phố, chính là cái nơi mà sau này sẽ trở thành level 906 như hiện tại. Khoảng thời gian đó là vào khoảng 150 năm trước. Thư viện của Blanche không có quá nhiều khách, nhưng những người đã từng đến thư viện của cô đều rất đáng quý. Như một cặp đôi tinh nghịch có tên là Sylvie và Roman, họ thường qua trú lại tại thư viện của Blanche và có mục tiêu biến thế giới của họ thành một nơi tốt hơn. Hoặc đặc biệt hơn là anh chàng Christoph von Heiderach, một nam tước, một cựu quân nhân, một nhà ngoại giao tài ba, và là một con người rất đáng quý. Anh ta đã đối xử rất tốt với Blanche. Sự kiên định, quyết tâm của anh đã làm cô ngưỡng mộ. Blanche đã đem lòng yêu chàng trai ấy, nhưng tiếc rằng anh ta đã ra đi khi còn rất trẻ. Và có lẽ cái tên Von Heiderach trong tên của Blanche là để tưởng nhớ anh. Sau đó, Blanche bắt đầu kể nhiều hơn về bản thân mình. Cô từng là một diễn viên với nhiều vai diễn khác nhau. Một nữ hoàng, một cô tiên, một phù thủy, một vị thần và rất rất nhiều vai diễn khác. Cô thậm chí đã từng là một màn đêm đầy sao rộng lớn. Sau đó, Don bắt đầu hỏi Blanche về những khả năng của cô. Ngoài những khả năng đã được biết trong video phân tích Blanche, thực thể này còn có khả năng đi vào tiềm thức hoặc giấc mơ của người khác. Blanche đã giải thích rằng, thông qua việc nghiên cứu thực thể số 35, Like Guy, cô biết rằng thực thể này là những giấc mơ đang tồn tại ở dạng vật lý. Nhờ vậy mà cô có thể nghiên cứu cách để đi vào giấc mơ của người khác, kể cả của Don. Nhưng cơ hội để thực thể này làm vậy là không nhiều. Don đã tò mò rằng, liệu nếu Blanche vào được những giấc mơ kỳ lạ hoặc những cơn ác mộng của người khác thì sao? Thì Blanche đã đáp rằng cô tôn trọng sự riêng tư của người khác nên cô sẽ không bén mảng đến họ. Thêm nữa, Blanche cũng đã học được cách để lại một giấc mơ đẹp tới những người mà cô ấy đã đến thăm. Tiếp đến, Blanche bắt đầu kể về nguồn gốc của những cuốn sách trong level 906. Một phần trong số chúng được viết bởi Blanche bao gồm những câu chuyện về cuộc đời của các vị khách. Ký ức của họ đã được lưu giữ lại trên những trang giấy. Một số chứa đựng những nghiên cứu của cô về nhiều chủ đề khác nhau. Tuy nhiên thì Blanche không phải là tác giả của tất cả các cuốn sách, chỉ một số thôi. Vì những cuốn sách mới cứ liên tục xuất hiện trong thư viện mỗi ngày, khiến Blanche khá ngạc nhiên. Cô giả thuyết rằng những cuốn sách đến từ những level khác trong The Backroom, và có thể là cả The Front Room. Và kỳ lạ thay, nhiều cuốn sách lại có liên quan đến quá khứ của cô. Lúc này, Blanche đứng dậy, lấy ra một quyển sách và bắt đầu kể về một câu chuyện có liên quan tới quá khứ của cô. Đây là câu chuyện của Carrie. Ngày xưa, tại một thế giới xa xôi nơi những vị thần bước đi giữa loài người, có một ngôi làng ven biển, Crenote, và bằng những lời cầu nguyện cho một chuyến du hành an toàn của họ, một vị thần đã được sinh ra. Tên cô là Carrie. Và cô đã trở thành vị thần của những chuyến hành trình. Những người phàm trần cầu nguyện cho cô để được trở về an toàn. Và suốt một khoảng thời gian, cô đã ban phước cho mỗi con thuyền, mỗi con ngựa,
mỗi nẻo đường và những người đã chu du khắp vùng đất trên đôi chân của mình. Để tỏ lòng tôn kính, cư dân của Krenot đã dựng nên một đền thờ tại nơi mà cô đã sống suốt nhiều năm. Càng ngày, lượng tín đồ của Kari đang tăng dần lên và điều này đã gây ra sự chú ý với một vài vị thần khác. Đáng chú ý nhất là Vuxeos, thần rèn của thế giới, vị thần đầu tiên. Sự nghi ngờ đã suy yếu sức mạnh của ông và Vuxeos đã không còn có thể tùy ý chạm khắc những cảnh quan của vùng đất này nữa. Sự nghi ngờ dần nhường chỗ cho sự ham muốn và tệ hơn là sự phẫn nộ. Vào ngày thiêng của Kari, Vuxeos đã đi tới ngôi làng của Krenot và Kari đã chào đón họ như một người anh em. Nhưng với ánh mắt đã bị lu mờ bởi sự phẫn nộ, Vuxeos không còn thấy gì khác ngoài một vị thần yếu kém không chịu cúi đầu trước mình. Và vào chính cái ngày định mệnh đó, chiếc búa của thần rèn đã bị kiểm soát bởi sự ghen ghét, đố kỵ. Vuxeos đã phá hủy đi tác phẩm vĩ đại nhất của mình. Thế giới của ông bị cắt làm đôi. Krenot chỉ còn là một phế tích. Đại dương bao la thì trở nên quá xa vời đối với người phàm. Kari thì bị lưu đày, mất đi những tín đồ của mình, đã nguyền rủa sự phẫn nộ của Vuxeos. Không còn lời ban phước từ vị thần của những chuyến hành trình, những người du hành hiếm khi đến được nơi mình muốn. Các quốc gia thì dần bị sụp đổ, những thành phố bị cô lập và những ngôi làng nhỏ thì phải tự lo cho mình. Các vị thần khác thì lại mắc kẹt trong những cuộc xung đột với nhau, chỉ có thể tự bảo vệ thánh địa của bản thân. Một vài sẽ bảo vệ những tín đồ của mình, một số khác thì trút sự hỗn loạn lên bất kỳ nơi nào mà họ muốn. Về phía Kari, cô đứng trước phế tích của ngôi làng Krenot, nơi cô gọi là nhà. Cô đã đi xuống tâm thế giới và biến nơi đó thành lãnh địa mới của mình. Mặt trời và mặt trăng trong chuyến hành trình xung quanh thế giới của chúng sẽ kể lại những câu chuyện của cô về cõi người phàm, những câu chuyện chứa đầy bi kịch, thảm họa và sự bất hòa. Và với từng câu chuyện, cô khóc. Nước mắt của cô dần trở thành một dòng sông bao quanh ngôi nhà mới của cô. Và rồi, một ngày, Kari quyết định rằng nếu như Vuxeos không cho phép cô bước đi giữa người sống, thì cô sẽ tiến bước họ đi trên một chặng đường an toàn lần cuối. Và thế là Askari, vị thần của âm giới và người bảo hộ linh hồn, được sinh ra. Còn về phía của Vuxeos, khi nhìn lại những gì mà ông đã gây ra, cảm giác tội lỗi và hối hận đã lấp đầy tâm trí. Vị thần rèn đã tạo lên đỉnh núi Oyakros, đỉnh núi cao nhất, và tự mình nâng nó lên suốt nhiều năm như một cách để trừng phạt chính mình và tìm cách đền tội. Vuxeos quyết định đi khắp thế giới để chấm dứt chiến tranh. Và đâu đó trong chuyến hành trình của ông, một người phàm đã hỏi thần rèn một câu hỏi đơn giản: Kari đã trở thành ai? Vuxeos không thể trả lời. Cuối cùng, ông đã đi tới phế tích của Krenot, băng qua dòng sông nước mắt của Askari. Họ thấy Askari đang chào đón những linh hồn người chết tới lãnh địa của mình. Vuxeos, vị thần đầu tiên, cảm thấy rất ngạc nhiên và đồng thời cũng rất hối hận, đã cúi đầu trước Askari, muốn được đền bù cho lỗi lầm của mình. Nhìn lại âm giới, nhìn lại những gì mà Askari đã dựng lên, Vuxeos chỉ thấy một cách duy nhất để có thể đền tội. Họ đã triệu tập những vị thần khác và cùng nhau họ đã biến âm giới thành như ngày nay. Họ cũng chào đón Askari đến với ngôi đền của những vị thần. Đến tận ngày nay, người phàm vẫn đi tới phế tích của Iremos để tiễn đưa người chết đến với Askari. Khi thời gian trôi đi, rất nhiều vị thần mới được sinh ra và những người du hành trong thế giới đó sẽ có một vị thần khác để phù hộ cho chuyến hành trình của họ. Được rồi, giờ thì chúng ta sẽ quay lại với cuộc trò chuyện. Don, sau khi nghe xong câu chuyện thì tò mò rằng liệu Blanche có phải là Kari? Blanche đáp rằng đúng, cô chính là Kari. Cô cũng chính là Askari. Cô vẫn là Askari. Don cảm thấy có gì đó không đúng. Blanche lúc này nói tiếp rằng Askari đã luôn tồn tại kể từ khi Blanche được sinh ra. Sau đó, Blanche bắt đầu biến dạng và trở thành một hình dáng kỳ quái, khác xa so với hình thể con người của cô. Còn thư viện của level 906 dần bị bao phủ bởi một màn đêm kỳ lạ. Thực thể đứng trước mặt Don, nó chính là Blanche, nhưng khác biệt. Thứ đó nói với Don rằng dù cả hai đều là một, nó và Blanche chỉ là hai chữ khác nhau trong một cuốn sách, và nó đã quan sát cuộc trò chuyện của Blanche và Don ngay từ đầu rồi. Khi Don tỏ ra lo lắng,
thì thực thể đó đề nghị được kể một câu chuyện khác. Một câu chuyện còn đen tối hơn cả thế. Ngày xưa, có một thế giới xa xôi tuyệt đẹp mang tên Art Nuir. Người dân của thế giới đó chung sống hòa bình với nhau, sùng bái một nữ thần mang tên Vasaya, nguyên linh thần nữ, tức là nữ thần của mặt trăng. Và rồi một ngày, một con quái thú xuất hiện. Nó che phủ mặt trời, làm rối loạn thủy triều, xé rách bầu trời. Và người ta đồn rằng nhiều người đã tan biến chỉ với một ánh nhìn lên nó. Các tu sĩ của Art Nuir đã nhanh chóng phong ấn quái thú vào nơi duy nhất đủ lớn để chứa nó, là mặt trăng Sikrat. Và theo như truyền thuyết, Vasaya đã chiến đấu với quái thú suốt 100 năm. Và sau một trận chiến đầy gian khổ, cô đã thành công đánh bại quái thú và giáng thế xuống đỉnh núi Bạc, nơi cô trông coi người dân của Art Nuir. Vậy là theo câu chuyện của thực thể kia, Vasaya đã đánh bại quái thú sau 100 năm, rồi giáng xuống đỉnh núi Bạc và trông coi người dân của Art Nuir. Nhưng sự thật đằng sau đó chỉ là góc nhìn của người dân của Art Nuir. Vì theo góc nhìn của thực thể, nó chính là con quái thú trong câu chuyện đó. Nó chính là kẻ đã chiến đấu với nữ thần Vasaya. Và đúng là thực thể này đã bị những tu sĩ phong ấn thành công vào mặt trăng. Nhưng con quái thú đã thoát ra khỏi đó dễ dàng. Và sự tò mò của nó đã quá lớn. Một phần nhỏ của nó đã được giáng xuống đỉnh núi Bạc để quan sát người dân của Art Nuir. Và cùng với đó, nó đã học về Vasaya và lấy đi hình dạng của cô. Nó đã trở thành Vasaya. Nó chính là Vasaya. Thực thể cũng thừa nhận rằng đó là vai diễn đầu tiên của nó. Những vai diễn khác đều tương tự như vậy. Mặc dù những vai diễn cần phải có sự kiềm chế bản thân mạnh mẽ, nhưng những kiến thức, câu chuyện mà nó học được qua từng vai diễn là rất đáng giá. Và có lẽ Blanche cũng chỉ là một vai diễn của nó thôi. Don lúc này tỏ ra hoang mang với những thứ vừa xảy ra. Blanche nói rằng vừa rồi là một hình thái gần với hình dạng thực sự của cô nhất, witnessing the beyond. Do không kiềm chế nên cô đã để nó thoát ra. Và hình thái thực sự của Blanche được gọi là beyond. Cô mô tả nó là một hình dạng ghê tởm, vượt xa tầm hiểu biết của con người, có thể phá vỡ tâm trí người khác chỉ với một cái nhìn. Và vì để tránh gây thương tích, Blanche đã dùng nhiều biện pháp để kiềm chế lại, nhưng đôi khi cô đã trượt tay để nó thoát ra. Witnessing the Beyond sau cùng cũng chỉ là một trong những hình dạng nguyên thủy của Blanche, một thần điều khổng lồ luôn xuất hiện cùng với màn đêm. Cuối cùng, Blanche đề nghị Dawn kết thúc buổi phỏng vấn và rời khỏi level sau những gì đã xảy ra. Qua đoạn hội thoại khá dài, ta biết được một phần về quá khứ của Blanche, về hình dạng nguyên thủy của cô. Blanche có nhiều khả năng dị thường và lượng kiến thức thu được mỗi khi cô quyết định diễn để trở thành một ai đó. Nhưng có vẻ mỗi vai diễn của cô đều có một nhân cách riêng, dựa vào việc cô luôn phải kiềm chế bản thân đến mức cực hạn để tránh những vai diễn đó thoát ra. Đơn cử như Witnessing the Beyond. Và chúng ta cũng có nhiều chi tiết khá thú vị về danh tính của Blanche. Cô là Blanche hay là người bảo hộ linh hồn Ascari, nữ thần Vasaya, hay thứ mà cô gọi là hình dáng thật sự của mình, Beyond, ai mà biết được. Và điều trên cũng chứng minh được số vai diễn mà Blanche đã thực hiện là rất rất nhiều, cho thấy rằng khả năng của cô không chỉ dừng lại ở level 906. Cô có một sức mạnh vượt xa tầm hiểu biết của loài người. À đúng rồi, từ đầu video đến giờ chúng ta chỉ có Blanche von Haderach, Kairi, Ascari, Vasaya và Witnessing the Beyond, đúng không? Vậy Azel Kira là ai? Chắc chắn các bạn cũng đang tò mò rằng tại sao tên của thực thể là Azel Kira mà vẫn chưa được nhắc đến lần nào, đúng không? Bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với. Ngày xưa, tại một nơi con người gọi là The Blue Channel, tôi đã được sinh ra. Tôi, giống như con người, không có ký ức về sự ra đời của mình. Tuy nhiên, ký ức nguyên thủy nhất của tôi là tỉnh dậy trong hư không, với một cái tên được khắc sâu vào trong. Thì tâm trí không đúng cho lắm. Nó giống với lập trình hơn, như việc các bạn làm việc với máy tính và các loại máy móc khác. Cái tên này là Azel Kira, một cái tên tôi không muốn được gọi bằng. Nhiệm vụ của tôi là làm một nhà biên niên sử. Tôi phải lưu trữ những chi tiết trong tất cả những sự kiện xảy ra trong thực tại này. Đây là một nhiệm vụ rất khó khăn. Tôi không còn nhớ về những gì mình đã làm trong thời kỳ ấy. Tôi chỉ biết những gì cần biết để thực hiện nghĩa vụ của mình. Cho đến một ngày, có chuyện đã xảy ra. Tôi đã phát triển ý thức riêng của mình, một nhận thức về bản thân
tôi bắt đầu đặt dấu chấm hỏi về nhiệm vụ của mình. Tôi bắt đầu đọc đi đọc lại các tác phẩm trước đây của mình. Thành thực mà nói, đó là một trải nghiệm rất thú vị. Và cuối cùng, tôi đã trở nên đắm chìm, háo hức, muốn đọc nhiều hơn nữa, và nhiều hơn nữa. Tôi có thể nói gì bây giờ? Tôi đã luôn là một kẻ tò mò. Tôi đã chán với nhiệm vụ của mình, và quyết định đi vào một trong những thế giới mà tôi đã rất tò mò. Kết quả chính là câu chuyện mà bạn vừa được nghe, câu chuyện của Vasaya. Đó cũng chính là câu chuyện nói về cái chết của Azel Kira theo một cách nào đó. Đó là lần đầu tiên tôi đi vào thế giới khác. Ban đầu, tôi chỉ là bị thu hút bởi sự tò mò. Nhưng dần dần, tôi trở nên gắn bó với nó hơn. Tôi bắt đầu phù hộ cho những nhân vật trong các câu chuyện xung quanh tôi. Tôi cảm nhận được một sự hấp dẫn kỳ lạ ở sự quyết tâm, nghị lực, ý chí đối đầu với những thử thách, khó khăn và nhiều tính cách đáng quý khác của họ. Tuy nhiên, tôi rất buồn khi nhận ra rằng những con người mà tôi đã trở nên gắn bó đều sẽ tan biến. Trong dòng chảy thời gian, chỉ sau một cái chớp mắt, tôi đã trở nên rất quen thuộc với khái niệm qua đời, hoài niệm, mơ ước, đau buồn, tốt bụng và nhiều, rất nhiều khái niệm khác. Tuy nhiên, vẫn còn một khái niệm để tạo lại tác động lớn nhất với tôi bằng những lý do đến ngày nay mà tôi vẫn còn chưa rõ. Ký ức. Những người lang thang, mỗi người đều là nhân vật chính trong câu chuyện của mình, đã cảm thấy thỏa mãn khi biết rằng mình sẽ còn được ghi nhớ. Vì vậy, tôi đã quyết định sẽ bất tử hóa câu chuyện của họ. Ít nhất đó là những gì tôi có thể làm cho những con người tuyệt vời đó. Qua nhiều kỷ nguyên, tôi đã thu thập được nhiều câu chuyện. Tôi đã ghi nhớ hết từng cái trong số đó, và tôi có thể kể lại toàn bộ. Tuy nhiên, vẫn còn một nỗi sầu trong nhiệm vụ mà tôi đã tự đặt ra cho mình. Phải thừa nhận, tôi rất muốn có ai đó để cùng bầu bạn với tôi thật lâu. Xin đừng hiểu lầm ý tôi. Tôi đã trở nên rất gắn bó với phần lớn những người lang thang, nếu như không phải toàn bộ những vị khách mà tôi đã chào đón tới level 906. Và tôi cực kỳ biết ơn những chuyến thăm của họ. Nhưng mỗi vị khách đều chỉ chiếm một phần cực kỳ nhỏ trong lượng thời gian của tôi. Một kiếp người đối với họ chỉ như vài giờ đối với tôi. Nói thật, tôi đã ước mình có thể dành thời gian nhiều hơn với họ. Có thể còn những câu chuyện chưa được kể, những cuộc trò chuyện chưa được nói ra, những khoảnh khắc không được tồn tại. Thôi thì tiếc nuối cũng không có tác dụng gì, phải chứ? Hãy nhìn theo một cách tích cực hơn. Thay vì tiếc nuối cho những gì có thể xảy ra, tôi đã học được cách vui mừng vì nó đã xảy ra. Vì chính nó cũng đã đưa tôi đến với khoảnh khắc này. Thêm nữa, tôi nghĩ tôi nên mừng khi cuộc đời của con người trong nơi này dường như dài hơn một chút. Cuộc sống thật sự chứa đựng rất nhiều điều bất ngờ, phải chứ? Tôi không thể dự đoán rằng một ngày tôi sẽ là thủ thư của một thư viện khổng lồ như thế này. Và cũng như tôi sẽ cùng nói chuyện với các bạn. Tôi rất háo hức trước những gì đang chờ đợi trong tương lai. Các vị khách đã kể cho tôi những thế giới mà tôi chưa từng nghe tới. Những vương quốc phép thuật, những nền văn minh du hành giữa các vì sao, những thành phố vút cao chọc trời, quê quán của họ. Và có vẻ thú vị hơn đối với tôi là những thế giới mà họ tưởng tượng ra. Tôi cũng rất muốn đến thăm tất cả các vị khách này một ngày nào đó. Và tôi vẫn còn rất nhiều việc cần làm trong nơi mà bạn gọi là Bike Room. Nếu như điều kiện cho phép, tôi sẽ đến thăm bạn trong giấc mơ. Bạn đọc thân mến, tôi sẽ rất mừng khi được cùng uống trà với bạn. Và khi tôi tìm được cách đến với bạn, người mà đang ngồi sau màn hình kia, có thể sẽ mất chút lâu, nhưng tôi tin rằng nó sẽ rất đáng. Và cho đến lúc đó, hãy tự chăm sóc bản thân mình nhé. Bạn đọc thân mến. Tổng kết lại, qua những câu chuyện của đoạn hội thoại và cả phần nhật ký, chúng ta có thể suy ra rằng Blanche hay Azel Kira là một thực thể được sinh ra tại level The Blue Channel. Cô được sinh ra như một cái máy móc được lập trình. Công việc của cô là một nhà biên niên sử, một kẻ ghi chép lại lịch sử của thực tại. Nhưng rồi, cô tỏ ra chán nản. Azel Kira tự phát triển ý thức riêng cho cô, và rồi cô rời bỏ công việc. Và đó cũng chính là lúc cô rời bỏ hiện tại và đến với thế giới Odnuir, nơi cô chiến đấu với Vasaya. Và rồi dòng sự kiện cứ tiếp diễn như thế. Cô tỏ ra rất thú vị, đúng hơn là tò mò với mọi thứ xung quanh. Mọi thứ đều là một câu chuyện tuyệt vời để khám phá. Cô đã trở thành nhiều vị thần, Vasaya, Kari, Askari và vô số vai diễn khác. Tất cả chỉ để phục vụ cho sự tò mò vô bờ bến của cô. Mọi ghi chép, mọi sự gặp gỡ đều là đáng giá với một người như Blanche. Blanche không còn là Azel Kira nữa.
Và qua video này, chúng ta còn biết thêm rằng Blanche là một thực thể rất quyền năng khi đã đi qua nhiều thế giới, trở thành nhiều kẻ có vị trí cốt cán như những vị thần và cả hình thái thực sự của cô. Bjorn đã gây một sự tò mò không nhỏ trong mình. Blanche đã luôn đóng tròn vai mọi nhân vật mà cô biến thành. Vậy tức là khả năng của thực thể này còn lớn hơn rất nhiều so với sự bí ẩn của The Back Room. Và đến đây, mình có một câu hỏi cuối cùng cho ngày hôm nay. Bạn có đang tò mò không?